Jordan đang dẫn đầu bảng với 14 bàn thắng và 4 bàn thua. Có thể nói về cơ bản ở trận đấu ra mắt ngày hôm nay, huấn luyện viên Hàn Quốc ông Park Hang-seo đã có sự kế thừa đội hình của ông Mai Đức Chung. Một đội hình đã chơi tốt và thắng Campuchia với tỷ số 5-0. Đội trưởng hai bên đều mặc áo số 10, Văn Quyết của Việt Nam và cầu thủ JST của Afghanistan. Park Hang-seo, người từng là trợ lý của Hiddink tại vòng chung kết World Cup 2002. Và như vậy hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và Afghanistan đã bắt đầu. Đứng trước bóng là Milad Salem, cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan. Bóng đá không chạm ai. Đường bóng cầu Âu. Vừa rồi là tình huống xử lý của Norala Amiri. Chỉ duy nhất Việt Nam lọt vào được tứ kết. Pha xử lý không an toàn của thủ môn Wakili. Tình huống nguy hiểm, đánh đầu. Rất may là bóng đi ra ngoài. Một tình huống phòng ngự không tốt của cầu thủ Việt Nam. Pha dứt điểm của Faisal No. Công Phượng. Pha phạm lỗi. Đây là một lỗi xứng đáng phải nhận thẻ của cầu thủ áo số 2 Ali Khin. Công Phượng sẽ đá quả phạt này. Pha giật gót. Cầu thủ Việt Nam đang dần bắt được nhịp của trận đấu. Một cú vô lê. Pha ngả người vô lê chân phải của Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền của Văn Quyết. Pha xử lý kỹ thuật của Đinh Thanh Trung. Đứng trước bóng là Công Phượng và Thanh Trung. Đinh Thanh Trung. Đường bóng hiểm hóc. Đường bóng hóc hiểm, tuy nhiên thủ môn Wakili đã có pha xử lý rất hay. Trong số những trợ lý của ông Park Hang-seo có một người Hàn Quốc. Chỉ thay đúng một cầu thủ so với trận đấu gặp Campuchia. Tuy nhiên Afghanistan là cầu thủ rất khác so với Campuchia. Thêm một pha dứt điểm nguy hiểm của đội bạn. Sau khi lấy được bóng, đội bạn đã xử lý quyết đoán. Nên các cầu thủ có thể nói thi đấu có phần cầm chừng. Lại là phong bổng rất nguy hiểm. Chúng ta cùng trở lại với sân quốc gia Mỹ Đình. Trước mắt là hiệp 2 trận đấu giữa đội Việt Nam và Afghanistan. Hiệp 2 đã bắt đầu. Quả tạt rất dẻo. Không vào. Vẫn không vào. Đội Việt Nam phản công. Công Phượng. Afghanistan dường như rất thuần thục với những bài tấn công biên và truyền bổng vào trong. Hết sức nguy hiểm. Đúng là nếu không có phản xạ và sự tấn công của Tuấn Mạnh thì chắc chắn lưới của Việt Nam đã rung lên. Pha bóng có sự tham gia của trung vệ Farudin.
đã xảy ra một tình huống va chạm. Tuấn Mạnh khi băng ra rất dũng cảm đã va chạm với Farudin. Âu Văn Hoàn. Rất đáng tiếc. Một cơ hội rất tốt. Anh Đức có một tình huống quá thuận lợi đúng với sở trường của anh. Nhưng rất tiếc bóng lại đi ra ngoài. Anh Đức chờ mãi mới có được pha bóng yêu thích. Đường chuyền vào tốt của Âu Văn Hoàn. Bóng đi đến đúng vị trí anh Đức. Họ là những người đã từng thi đấu cùng nhau ở BKMX Bình Dương. Bởi đội bạn to cao. Bóng đã nằm trong tay của Tuấn Mạnh. Đây là tình huống có sự có mặt của trung vệ Khairuddin. Chuyền vào. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Wakili. Đến lúc này thủ môn hai đội đều đã chơi tốt. Có thể nói phong độ tốt của thủ môn hai bên là một phần nguyên nhân khiến trận đấu vẫn đang hòa không đều. Đội Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng. Cả hai đều nhỏ người và đều thuận chân trái. Lại là một pha cản phá tốt của Tuấn Mạnh. Trận đấu vẫn tiếp tục. Rất vất vả. Một tình huống phạm lỗi. Tuấn Mạnh đã rất vất vả trong trận đấu ngày hôm nay. Trước đối thủ to cao và rất biết tận dụng lợi thế thể hình cũng như thể lực. Thêm một lần Tuấn Mạnh va chạm với trung vệ Farudin. Anh Đức. Xuân Trường. Huy Hùng. Xuân Trường có thể dứt điểm. Cú đá kỹ thuật nhưng bóng đi không chính xác. Những phòng như thế này rất cần thiết với đội Việt Nam. Vừa để giải tỏa áp lực lại vừa khiến đội bạn phải dè chừng. Khoảng trống rất nhiều. Hết sức nguy hiểm. Đó là tình huống mà chúng ta đã nhìn thấy bàn thua. Rất may là bóng lại được cột dọc. Cũng hết sức đáng tiếc cho Afghanistan. Đối với nhiều người thì đội bóng của những con người tha hương Afghanistan xứng đáng có được thắng lợi ngày hôm nay. Bóng đập cột dọc sau pha dứt điểm của Jubai Amiri. Pha cản phá kịp thời. Pha cản phá kịp thời. Rất tốt. Vừa có một tình huống dứt điểm về cầu môn của Afghanistan. Pha dứt điểm bất ngờ của Quang Hải. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết.
tất cả đều đã thở phào. Một trận hòa quá vất vả của đội Việt Nam trong một ngày mà đội Việt Nam không được sung sức, và Nissan lại chơi rất hợp lý, thì của Việt Nam đã vô cùng khó khăn để có được một tỷ số hòa, cùng với đó là một vé tham dự vào chung kết giải bóng đá châu Á năm 2019 tại UAE.